chúng em là học sinh trường tiểu học Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi, vinh dự được nhà trường tổ chức đi về các địa chỉ đỏ giữa những ngày đầu xuân mới 2021. Đây là một hoạt động trải nghiệm có ý nghĩa giúp chúng em hiểu thêm về lịch sử hào hùng của dân tộc. Mời thầy cô và các bạn cùng chúng em tham gia hành trình về với những di tích lịch sử, văn hóa rất đáng tự hào của quê hương núi Ắng, sông Trà. Bạn hãy đến quê mình Quảng Ngãi, mảnh đất cằn, trai gái hiên ngang, núi sâu cho đến đồng làng, căn cứ cách mạng rạng vang một thời. Địa chỉ đầu tiên chúng em đến là khu tưởng niệm cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại làng Thi Phổ, xã Đức Tăng, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Khu lưu niệm cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm 2006. Chúng em về đây thành kính dâng người những đóa hoa tươi thắm giữa đất trời đang vào xuân và thắp những nén hương tưởng nhớ người. Về thăm quê Bắc Đồng, niềm tự hào dâng lên trong lòng ngực mỗi đứa trẻ chúng em. Bởi chúng em đã được nghe nhiều chuyện kể về cố Thủ tướng qua sách, báo, nhưng khi trực tiếp thăm viếng khu lưu niệm thì cảm xúc dâng lên rất khác lạ. Đây không chỉ là nơi bảo tồn, lưu giữ kỷ vật quý báu liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp của cố Thủ tướng, mà còn là địa chỉ đỏ giáo dục, bồi dưỡng truyền thống cách mạng, truyền thống yêu nước đối với thế hệ chúng em hôm nay và mai sau. Rời khu lưu niệm cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, theo tuyến đường xuống biển Mỹ Khê, chúng em đến đền thờ Bình Tây Đại Nguyên Soái Trương Định. Đây là một trong những điểm đến nổi tiếng nhất của tỉnh Quảng Ngãi và đã được công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh năm 2007. Để tỏ lòng tri ân người anh hùng dân tộc đã hy sinh vì nghĩa lớn, tỉnh Quảng Ngãi đã đầu tư xây dựng đền thờ Trương Định. Từ khi được xây dựng đến nay, đền thờ Bình Tây Đại Nguyên Soái đã trở thành biểu tượng về truyền thống yêu nước, hào hùng của địa phương em và là điểm đến thể hiện lòng biết ơn đối với vị anh hùng dân tộc của nhân dân xứ Quảng. Chúng em vô cùng vinh dự khi đứng dưới ngọn cờ Tổ quốc thiêng liêng hát vang bài quốc ca do cố nhạc sĩ Văn Cao sáng tác. Bài hát mà triệu triệu người dân Việt Nam, lớp lớp học sinh chúng em thuộc nằm lòng và cất lên tự hào dưới ngọn cờ Tổ quốc. Cất tiếng hát bằng cả trái tim, em cảm thấy tự hào, linh thiêng và yêu quê hương đất nước mình hơn. Trang nghiêm hát quốc ca tại những địa chỉ đỏ còn giúp chúng em hiểu hơn về lịch sử hào hùng của dân tộc, thêm yêu chuộng hòa bình và tự do. Chúng em có động lực cố gắng học tập tốt hơn để góp phần xây dựng quê hương, đất nước. Tất cả chú ý, nghỉ, nghiêm, chào cờ, chào. Thôi, quốc ca.